bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn tay cầm cành sen đưa lên, nên con đã nhận ra tánh thấy chân thật rõ ràng của con, nên con mừng quá, nên con mỉm cười. Đức Phật hỏi Ngài Mahakayip, ông thấy như thế nào? Ngài Mahakayip không trả lời thấy như thế nào, mà Ngài trình thưa cùng Đức Phật bằng bài kệ 44 câu như sau. Sen xuân nở tại Linh Sơn, thiền hoa thanh tịnh ơn trên Phật Đà. Ý Phật con đã nhận ra, tánh thấy, ý thấy được qua luân hồi. Bao năm khổ hạnh con thôi, sống với tánh thấy luân hồi màn chi. Hoa sen con nhận tức thì, niết bàn thanh tịnh tìm chi mệt người. Phật ôi con đã ngộ rồi, thấy trong thanh tịnh là nơi quê nhà. Phật tánh con đã nhận ra, khi thấy, ý thấy vượt xa muôn trùng. Tánh thấy hết sức lạ lùng, muôn đời ngàn kiếp lạ lùng mới hay. Thiền thanh Đức Phật chỉ bày, hôm nay thật sự nhận ngay tánh mình. Nhận được con chỉ lặng thinh, nở ra nụ cười vui lắm Phật ơi. Trước kia Phật dạy con thôi, mà thôi không được luân hồi con đi. Hoa sen con thấy tức thì, tự nhiên dứt hết không chi nói lời. Nụ cười thay thế chữ thôi, để trình Đức Phật đôi môi thay lời. Linh Sơn con đã rõ lời, thiền thanh con biết luân hồi dứt ngay. Trước huynh đệ con trình bày, môn thiền thanh tịnh khó ai nhận liền. Mấy ngàn người bỏ tu riêng, dũng công tìm kiếm khắp miền sơn lâm. Nhờ con lặng lẽ âm thầm, bất ngờ nhận được không lầm chuyển luân. Hôm nay thật sự con mừng, mừng vì sinh tử đã dừng với con. Linh Sơn con quyết lòng son, giữ môn thiền học thường còn thế gian. Hễ ai muốn hết gian nan, chỉ cần thanh tịnh mới sang quê nhà. Lòng con xin nói hết ra, cảm ơn Đức Phật con xa luân hồi. Thiền thanh kỳ diệu Phật ôi, chỉ cần thanh tịnh luân hồi bỏ con. Con nay kính nguyện lòng son, truyền môn thiền học được còn mai sau. Sáng ngày trăng tròn tháng 2, ban sáng, ánh sáng mặt trời nắng gắt chói chang. Nhưng khi mặt trời vừa nhô lên đến lưng chừng núi, cũng là lúc Đức Phật và đệ tử của Ngài, cũng như tất cả Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di tập họp đông đủ. Bất ngờ, trên không trung, mây ngũ sắc bao quanh núi Linh Sơn, làm bầu trời sáng rực và mát dịu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mặc áo choàng lấp lánh ánh hào quang, từ từ bước lên lễ đài và nói: Kính lạy Đức Phật Cổ Nhiên Đăng và mười phương chư Phật đã thành Phật trước tôi. Hôm nay, tại mặt bằng rộng lớn nơi núi Linh Sơn cõi ở Ta Bà này, tôi là Bồ Tát Hộ Minh, từ cung trời Đâu Xuất xuống trần gian này làm con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Được đức vua và hoàng hậu đặt cho cái tên là Thái tử Tất Đạt Đa. Tôi tu đã đạt được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, biết được 6 pháp môn tu nơi thế giới dục giới này. Trong đó có 5 pháp môn tu theo vật lý, có kết quả theo chiều vật lý. 1 pháp môn tu phi vật lý, tức tu để được giác ngộ rồi giải thoát ra khỏi thế giới dục giới này. Ông Mahakayip là một trong 10 đệ tử lớn của tôi. Khi tôi kiểm thiền, ông đã đạt được bí mật thanh tịnh thiền. Vì vậy, hôm nay, tại lễ đài nơi núi Linh Sơn cõi Nam Diêm Phù Đề này, trước sự chứng minh của Đức Phật Cổ Nhiên Đăng là vị sư phụ đã thọ ký cho tôi, sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, cũng như hằng hà sa số chư Phật mười phương, tức những vị đã thành Phật trước tôi từ vô lượng kiếp trước. Hôm nay, tôi đã hoàn thành dạy 6 pháp môn tu mà các vị Phật xưa cũng đã dạy. Vì còn một thời gian ngắn nữa, tôi
tôi sẽ nhập Niết Bàn để trở về nguồn cội của chính mình. Cũng như các vị Phật trước, vị Phật nào trước khi rời thế giới vật lý này đều phải truyền thiền thanh tịnh lại cho đệ tử nào đạt được bí mật thanh tịnh thiền để người đó làm tổ sư thiền thứ nhất. Hôm nay, nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này, khi tôi kiểm thiền, ông Mahakayip là người đầu tiên nhận được chánh pháp nhãn tạng Niết Bàn Diệu Tâm, là pháp môn mầu nhiệm không truyền theo kinh điển thông thường mà phải truyền riêng theo dòng thiền của nó. Do vậy, hôm nay tôi kính trình lên Đức Phật Cổ Nhiên Đăng cũng như chư vị Phật quá khứ mười phương. Ông Mahakayip là người đã đạt bí mật thanh tịnh thiền, có làm kệ nói lên được chỗ chân thật những thứ trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Nên hôm nay tôi làm lễ truyền thanh tịnh thiền này. Vậy kính xin Đức Phật Nhiên Đăng và mười phương chư Phật chứng minh cho tôi. Trước khi hành đại lễ truyền thiền thanh tịnh, tôi và những vị có mặt đồng dâng hương. Khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo chúng tôi bổn nguyện lành. Trên khói hương này chư vị ngự, tôi xin hành lễ truyền thiền này. Khai lễ truyền thiền. Thiền hoa nở tại Linh Sơn, thiền thanh cao quý tuyệt hơn ngọc vàng. Trải qua khắp chốn gian nan, đi qua khắp nước hiện an nơi này. Ông hãy nghe dạy của thầy, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ ma có duyên nhận được nguồn thiền chỉ riêng một mình. Giúp ông biết được lặng thinh, chỉ mỉm miệng cười thay lời trình thôi. Như Lai xác nhận phải rồi, không theo luân hồi vật lý phải xa. Tất cả những vị ngộ ra chính tâm thanh tịnh ta đây lưu truyền. Hôm nay ông có đại duyên nhận được nguồn thiền chánh pháp của ta. Y theo lời dạy của ta, hễ ai nhận được ý ta dạy thiền, vị đó là người đủ duyên phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay tại núi Hiển Linh chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, truyền cho Nang Đà làm tổ tiếp theo. Vượt qua bể khổ hiểm nghèo, chỉ cần thanh tịnh, giàu nghèo màng chi. Ông phải cố gắng truyền đi, Nang Đà nhận lấy, truyền thì dài lâu. Thiền thanh không cần nguyện cầu, chỉ cần thanh tịnh, bể dâu không màng. Tâm mình thanh tịnh, bình an, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Thiền thanh không cần sớm trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa Niết Bàn. Được vậy là được bình an, ta nay chỉ rõ có đàn này thôi. Ông nay đã hiểu được rồi, ta cấp chứng nhận ngộ rồi thiền thanh. Các ông không phải đua tranh, pháp thiền thanh tịnh dành người ngộ ra. Hôm nay ta Phật Thích Ca chính thức truyền thiền Maha nhận thiền. Ông phải cố gắng giữ riêng tâm ông thanh tịnh chỉ riêng từng người. Buổi lễ hôm nay tươi vui, mười phương chư Phật tươi cười chúc giang. Thế giới vật lý bình an vì được an nhàn nhờ pháp hiền thanh. Mười phương chư Phật bao quanh chúc mừng Ca Diếp là anh ngộ thiền. Thiền thanh ta chỉ truyền riêng, chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông. Đức Phật vừa đọc xong 52 câu kệ truyền thiền thanh tịnh cho ông Mahakayip. Trên hư không, nhạc trời đồng loạt đánh lên. Cùng lúc, tiếng pháp của mười phương chư Phật đồng nói vang trùng khắp. Chúng tôi là các vị Phật xưa, chúc mừng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nay đã truyền xong pháp môn thiền thanh tịnh cho ông Mahakayip. Và các ngài đồng vang nói: hạnh phúc thay, thế giới Nam Diêm Phù Đề này đã có người nhận được chánh pháp thiền thanh tịnh. Hạnh phúc thay, pháp môn thiền thanh tịnh bắt đầu lưu hành nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này. Hạnh phúc thay,
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền xong pháp môn thanh tịnh thiền nơi thế giới Ta Bà này. Để nghe tiếng gọi sư huynh, nghe được như vậy lặng thinh nghe hoài. Tiếng nghe đi khắp trần ai, tiếng nghe vang rền đi khắp núi sông. Lòng đệ trống rỗng như không, tất cả vật lý đệ không thấy gì. Thiền tông sao quá diệu kỳ, tánh nghe thanh tịnh không chi dính mình. Vì vậy đệ cứ lặng thinh, để cho mặc tình vật lý trôi lăn. Bao năm đệ cứ lăn xăng, đi tìm chân tánh lăn theo luân hồi. Huynh ơi, đệ đã ngộ rồi, ngộ nghe thanh tịnh luân hồi không theo. Thiền tông bí mật nghe theo, nghe mà thanh tịnh không theo luân hồi. Tánh nghe thanh tịnh vậy thôi, luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình. Đệ xin cảm ơn sư huynh, huynh dùng diệu thuật độ mình đệ thôi. Xưa kia đệ nghĩ xa xôi, dũng công tìm kiếm luân hồi cứ theo. Huynh đưa đệ đến hiểm nghèo, ép vào thanh tịnh đệ rơi về nguồn. Rơi vào thanh tịnh lệ tuôn, nhận ra những thứ không buồn chỉ vui. Đệ nay đã hết ngậm ngùi, chỉ sống thanh tịnh và vui trong lòng. Không cần cầu khẩn thần thông, mà nhận kỳ diệu ở trong lòng mình. Chân thật cảm ơn sư huynh, phước đệ quá lớn nhận thời thiền tông. Phước lớn dù đầy núi sông, cũng không sánh được thiền tông Phật truyền. Nhìn lại đệ có đại duyên, vì vậy Phật dạy truyền thiền cho em. Hoa sen sáng rực hơn đèn, trước kia không biết tìm sen tu thiền. Đệ nay hết đảo hết điên, sư huynh truyền thiền làm tổ thứ hai. Hôm nay đệ nhận căng tai, nhận được cười hoài như Di Lặc vui. Huynh ôi, đệ rất vui tươi, nhận được tổ vị rất vui, rất mừng. Đệ xin truyền tiếp không ngừng, để môn thiền học còn cùng thế gian. Như vậy đệ mới được an, nghe lời Phật dạy gian nan cũng đành. Pháp môn thiền học không tranh, không tìm, không kiếm, không tranh được nào. Thiền tông dĩ trước truyền sau, để môn thiền học không sao phai mờ. Lòng đệ hiện tại bây giờ, mong tìm được người để chờ truyền sang. Vị nào nhận được bình an, ngộ được thiền học rõ ràng là thiên. Giúp người sau tiếp truyền thiền, đáp đền Đức Phật để yên trong lòng. Lòng đệ mới được thông dong, cũng nhờ huynh trưởng diệu song thuật truyền. Đệ nay nhớ lại lời thiên, Phật bảo truyền thiền để tổ thứ hai. Hôm nay đệ ngộ căng tai, pháp thiền thanh tịnh còn hoài thế gian. Con xin dâng hương. Khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử tấm lòng thành. Lễ Phật. Kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp. Kính lạy Pháp là phương giải thoát, gốc tu thiền chánh Pháp ngày xưa. Nhiều người giác ngộ có thừa, vì đã biết được quê xưa của mình. Lễ Tăng. Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật, hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ trọn phần thiền tông. Tôn kính Phật bảo, Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm ban hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mịt mù tâm tối, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành. Kính dâng một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kính Pháp bảo,
pháp của Phật giáo điều chánh lý, theo thiền tông học pháp tu hành, ba y một thất tùy thân, pháp môn thanh tịnh giúp nhân rõ lời, pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được rơi vào bể tánh an nhàn, sống trong thanh tịnh dễ dàng, thiền tông thanh tịnh mở đàn huyền môn. Lời dạy pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quý thay diệu pháp thậm thâm, chúng con hết dạ thành tâm tu thiền. Tôn kính Tăng bảo: Tăng là các vị sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần. Ly gia cắt ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Chư Thánh Tăng công dày vô hạn, giúp chúng sanh bao quản nhọc nhằn. Đội ơn cảm đức không ngần, chúng con thờ kính lễ hằng dám sai. Cúng dường Tam Bảo: Kính lạy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chính lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này vốn của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin ơn trên hưởng dụng chứng minh. Nguyện cầu tất cả chúng con tu theo thiền học không còn trầm luân. Thiền tông Phật dạy con mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn chuyển luân. Hiện tại chúng con biết dừng, đừng theo vật lý là dừng lại ngay. Hôm nay tại điện Phật Đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, thiền tông Lôi Âm tại đây thệ nguyện. Chúng con nay dứt các duyên, tu theo thiền học không còn trầm luân. Hôm nay thật sự con dừng, không theo vật lý luân hồi dừng ngay. Chánh điện thiền tông của Ngài, chúng con kính nguyện xin Ngài chứng minh. Chúng con cố gắng giữ gìn pháp môn thiền học ở cùng chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, cố gắng gìn giữ để còn mai sau. Chúng con thệ nguyện với nhau, pháp môn thiền học không sao phai mờ. Thiền tông chánh điện chùa thờ, kính xin Đức Phật chứng lời chúng con. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ ba. Tổ Thương Na Hòa Tu cực khổ dụng công thiền để tìm diệt linh thiêng. Linh thiêng là hư ảo, hư ảo là luân hồi, luân hồi là đường khổ, đường khổ phải trầm luân. Thầy dạy con chỉ dừng, lìa ngay đường đau khổ, tự nhiên hết trầm luân. Vừa nghe qua con mừng, mừng vì biết đường khổ, xin lại thầy cảm ơn. Không biết chi đáp đền, kính xin thầy chấp nhận. Đệ tử nghe theo thầy, nối tiếp pháp thiền tông. Phổ đi khắp núi sông của Thích Ca đã dạy, hiện tại cảm ơn thầy, ngày xưa Đức Phật dạy. Xin lại về núi Linh Sơn, kính nguyện ơn trên Phật. Con xin chuyển pháp Ngài, thường còn nơi thế gian. Muôn người được bình an và biết đường giải thoát, kính xin thầy chứng lòng, Na Hòa Tu kính lại. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ tư. Ngài Ưu Ba Cúc Đa, Thiền Tông Phật dạy khi xưa là thiền thanh tịnh không ưa niết bàn. Những thứ vật lý thế gian dụng công tìm kiếm là hàng bỏ đi. Chỉ cần sống với tánh thì mà phải chân tánh không chi luân hồi. Thiền Tông Phật dạy chỉ thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Tu thiền không phải lặng thinh mà thấy cứ thấy mà mình không theo. Tu thiền đừng sợ hiểm nghèo, thân là duyên hợp bám theo làm gì. Nhờ thầy chỉ dạy con ghi, luân hồi nhiều kiếp con khi không màng. Những chuyện phiền não thế gian
là của vật lý không màng đến chi. Thiền tông con nhận một khi luân hồi nhiều kiếp ham chi cho phiền. Nay con đã hết đảo điên, tử sanh sanh tử là riêng dương trần. Nay con biết được dương trần là của vật lý không cần xen vô. Nhờ thầy chỉ dạy chữ vô, vô này là bỏ không vô não phiền. Thiền tông đạt được rất thiên, những thứ vật lý không xiềng được ta. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca chỉ dạy thôi dứt là xa luân hồi. Phật ôi nay con biết rồi, luân hồi sanh tử con thôi không tìm. Lòng con quyết chí sống riêng, ở trong thanh tịnh chỉ riêng một mình. Dù cho ai nói huyền linh, những thứ vật lý là linh luân hồi. Thầy dạy con một chữ thôi, luân hồi nhiều kiếp là rồi với con. Thầy dạy con có lòng son, dù ai dụ dỗ lòng con không màng. Những chuyện vật lý thế gian, không màng không ngó buộc ràng được chi. Thiền tông dứt bỏ tức thì, những thứ danh lợi màng chi mà tìm. Giác ngộ giải thoát là yên, luân hồi nhiều kiếp bỏ riêng bên bờ. Thân con thanh tịnh hiện giờ, không dính không mắc là nhờ thiền tông. Hoa sen con nhận trong lòng, ở nơi linh thú chảy dòng về đây. Trước mặt con là vị thầy, là tổ thứ bốn truyền đây pháp thiền. Nhờ vậy con hết đảo điên, xin nhận nguồn thiền của Phật Thích Ca. Con nhìn Đức Tổ như cha, nhờ thầy chỉ dạy con xa luân hồi. Thầy ôi, con đã ngộ rồi, pháp thiền thanh tịnh cứu đời của con. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ năm. Tổ Đề Đa Ca, tiếng nghe sao lại lạ kỳ, bình thường nghe vậy, vậy thì mà thôi. Hôm nay làm việc không thôi, rửa vừa xúc cán, ôi thôi nghe hoài. Tiếng nghe đi khắp trần ai, mà nghe nghe mãi, nghe hoài không thôi. Tánh nghe đến tận xa xôi, tiếng nghe vật lý mất rồi nơi ta. À ra lời dạy Thích Ca chỉ rõ chân tánh, tánh ta như vậy. Thầy ôi con ngộ tại đây, nhờ thầy chỉ dạy con đây tỏ tường. Thì ra thầy đã mến thương, tìm nhiều phương cách dạy tường thiền tông. Tánh nghe con nhận trong lòng, không cần tìm kiếm mà xong luân hồi. Thiền tông kỳ đặc thầy ôi, không quán không tưởng hết rồi trầm luân. Vì vậy Đức Phật dạy dừng, hôm nay nhận được con mừng lắm thay. Chuyện của sanh tử trần ai, cứ để sanh tử con nay không màng. Tuy con đang sống thế gian, sống với vọng tánh không màng trầm luân, con nay đã biết pháp dừng, luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con. Thân tâm con hiện vẫn còn, không dính vật lý mà còn tánh chân. Ơn thầy đã phát lòng nhân, giúp cho con được vượt hơn luân hồi. Sao con đại phúc Phật ôi, luân hồi nhiều kiếp đã rồi với con. Con nay nhất quyết lòng son, giữ tâm thanh tịnh không còn luận tranh. Nhìn lên thấy tận trời xanh, xuyên suốt thấy biết không ranh mé ngằng. Con nay đã nhận thường hằng, tánh nghe tánh thấy là hằng của con. Nhờ vậy con mới biết còn, Phật tánh hiển lộ không còn tu chi. Thiền tông con nhận tức thì, trực nhận chân tánh y đây niết bàn. Nay con đã hết gian nan, sống với chân tánh không màng chuyển luân. Sự thật hôm nay con mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Con nay đã biết Phật con là tánh thấy, biết, hằng còn và nghe. Những thứ vọng tánh con nghe, nghe trong vật lý cứ nghe riêng mình. Hai thứ mình đừng dính chung, thứ nào riêng nấy rõ từng hai nơi. Biết vọng là tánh thảnh thơi, thấy nghe thanh tịnh là nơi niết bàn. Phật ôi con nhận rõ ràng,
chứng cho đệ tử vượt đàn trầm luân. Con nay thật sự con dừng, luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con. Con nay ghi tạc lòng son, kính xin Đức Phật nhận con lòng thành. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ sáu, Tổ Di Giác Ca. Lời Ngài thật là diệu kỳ, tuy Ngài không nói mà chi cũng lìa. Tưởng rằng tìm kiếm vật kia để mình chứng được huyền kia về mình. Tuy Thầy chỉ có lặng thinh mà phát huyền diệu vật linh không còn. Tuy Thầy ở hốc núi non mà tươi sáng đẹp hơn son hơn vàng. Thiền Tông con nhận rõ ràng, ở trong bể tánh không đàn chuyển luân. Thầy nói mà con đã dừng, luân hồi sanh tử đã dừng với con. Thầy ơi, con thấy không còn, trầm luân của nó còn con không cầu. Bây giờ không giống một câu, một câu không giống còn đâu luân hồi. Nay con xin quỳ không ngồi, để đền ân đức đáp rồi ân sâu. Thiền Tông không nguyện không cầu, chỉ cần thanh tịnh còn đâu luân hồi. Trước kia thầy nói con thôi, vì con không biết lôi thôi với thầy. Hôm nay quỳ lại tại đây là đền ân đức của thầy dạy con. Con nay nhất quyết lòng son, pháp thiền thanh tịnh thường còn thế gian. Ai nhận được tự bình an, luân hồi nhiều kiếp không ràng buộc chi. Thiền thanh quả thật diệu kỳ, khi con nhận được không chi tỏ lời. Vì vậy con quỳ lại thôi, đền ơn trả nghĩa, trả rồi ân sâu. Thiền Tông chẳng kiếm chẳng cầu, chẳng quán chẳng tưởng, tìm đâu bên ngoài. Tự mình trực nhận thấy ngay, ý tánh chân thật ở ngay trong lòng. Vì vậy Phật dạy có tông, tông thiền thanh tịnh là tông dòng thiền. Cực khổ thầy vượt sông liền, đến đây con ngộ dòng tông pháp thiền. Nhờ vậy con hết đảo điên, nhận được pháp thiền của Phật Thích Ca. Tuy thầy không nói rõ ra, chỉ nói ẩn dụ Thích Ca dạy thiền. Con nay đã có đại duyên, sống với nguồn thiền là hết trầm luân. Thầy thường bảo con chỉ dừng, vì con ngu muội, cái dừng là chi? Đứng nghe thầy nói một khi, rơi vào bể tánh hết thì trầm luân. Hôm nay thật sự con dừng, vì trong bể tánh phải dừng mà thôi. Vì trong bể tánh vô ngôi, không cấp, không bậc, không ngôi thứ gì. Chư Phật đều trụ khi đi, khi cần là biết, cái chi cũng tường. Thầy dạy chư Phật mười phương, không cần suy nghĩ, đường nào cũng thông. Nhìn thầy không tưởng không mong, chỉ cần thanh tịnh ở trong lòng mình. Con quỳ và lại cứ nhìn, nhìn thầy phúc hậu dạy con tu thiền. Khi con nhận được rất thiên, Thiền Tông khai mở ở miền Sơn Lâm. Tâm con trống rỗng không lầm, không theo vật lý âm thầm tịnh thanh. Sơn Lâm tuyệt đẹp như tranh, pháp môn thiền học thầy dành cho con. 7. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 7, Tổ Bà Tu Mật. Thánh nhân ôi hỡi thánh nhân, danh từ hư rỗng không cần mà chi. Vật lý nghe thấy mà chi, chỉ cần thanh tịnh cái gì cũng thông. Thiền Tông chỉ biết trong lòng, luân hồi sinh tử là ông luân hồi. Tu thiền đi đứng nằm ngồi là theo vật lý bỏ rồi cho xong. Thiền Tông thầy nói lòng vòng, giúp người nhận được là xong luân hồi. Thiền Tông đơn giản vậy thôi, rơi vào bể tánh hết rồi chuyển luân. Phật xưa chỉ dạy chữ dừng, hễ ai dừng được hết chân luân hồi. Thầy ôi, con đã ngộ rồi, môn thiền thanh tịnh không ngồi mà an. Lệ con sao mãi cứ tràn, nhìn thầy đứng đó lệ càng tuôn rơi. Con nay đã được thảnh thơi, rơi vào bể tánh, ôi thôi con mừng. Mừng vì con đã được dừng, luân hồi sinh tử con đừng chạy theo.
tưởng rằng thiền học khó theo, chỉ cần thanh tịnh, không theo thứ gì. Thiền tông thật sự diệu kỳ, rơi vào bể tánh, cái chi cũng tường. Nhìn lại nhân loại đáng thương, cắm đầu mà lại, xin đường thoát thân. Thì ra việc ấy không cần, chỉ cần thanh tịnh, không cần việc chi. Thiền thanh trực nhận một khi, luân hồi nhiều kiếp làm chi được mình. Thầy ôi con lại già nhìn, hình Phật vĩ đại con nhìn không thôi. Bóng Phật nay đã xa rồi, pháp môn thiền học vào đời của con. Con xin thệ với núi non, pháp thiền thanh tịnh luôn còn thế gian. Nhiều người hết khổ bình an, ngộ được thiền học là an muôn đời. Thầy ôi con lại thầy rồi, mà sao nước lệ không rời má con. Lệ con sao cứ lăn tròn, nhưng lòng vui sướng không còn buồn chi. Thiền tông không biết nói gì, nhìn về linh thứ mà ghi trong lòng. Thưa Phật, con truyền núi sông, ai đó một lòng muốn nhận thiền tông. Con xin thệ nguyện trong lòng, truyền đi thiền học thì lòng mới vui. Truyền được thì con mới cười, đáp đền Đức Phật con vui trong lòng. Trước mặt Thầy con kính mong, xin Thầy chứng giám lòng này mới yên. Con kính trên đấng Phật Thiên, xin Ngài chấp nhận con riêng lại này. Hôm nay con được như vậy, cũng nhờ diệu thuật Thầy đây lưu truyền. Thiền tông tuyệt diệu rất thiên, xin Thầy kiểm nhận ngộ thiền của con. Con xin nhất quyết lòng son, phổ đi thiền học thường còn thế gian. Nhờ thiền con được bình an, không còn luân chuyển vào an niết bàn. Ngày xưa Phật dạy rõ ràng, nơi kinh diệu pháp chỉ đàn vượt qua. Lòng từ của Phật Thích Ca dạy môn thiền học vượt qua luân hồi. Phật ôi con đã ngộ rồi, niết bàn sanh tử con thôi không tìm. Những ai có đủ phước duyên, nhận được nguồn thiền là hết chuyển luân. Ai muốn con nói chỉ dừng, nhắc lời Phật dạy luân hồi dừng ngay. Thiền tông Đức Phật chỉ bày, không theo vật lý vào ngay niết bàn. Tâm mình đừng có lang thang, chỉ cần thanh tịnh niết bàn hiện ra. Ngày xưa Đức Phật dạy ra, nhiều người không chịu bỏ qua pháp này. May mắn có một vị thầy nhận được thiền học Phật đây lưu truyền. Hôm nay con có đại duyên, rơi vào bể tánh linh thiêng vô cùng. Vào đây mới thấy lạ lùng, không có vật lý biết cùng khắp nơi. Ở trong bể tánh thảnh thơi, không sanh không tử, không đời trầm luân. Bể tánh không cần phải dừng, cứ để như vậy vì đây niết bàn. Vào được thật sự bình an, là nơi quê cũ an nhàn thảnh thơi. Ai vào trong ấy được rồi, muốn giúp thiên hạ ở nơi dục trần. Dục trần là của người trần, không dính không mắc góp phần dựng xây. Thiền tông là của vị thầy, được Phật truyền thiền để làm tổ sư. Tổ sư tâm phải như như, không dính không mắc tổ sư dạy thiền. Thiền tông Đức Phật dạy riêng, người có bổn phận truyền thiền mà thôi. Bình thường người muốn thiền thời, phải tìm cho được người thời mật trao. Mật trao thiền học là sao? Là thiền thanh tịnh để vào nhà xưa. Thiền tông không nói sớm trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa niết bàn. Khi thấy bóng phủ của màn, biết vượt qua được là an muôn đời. Thiền tông đơn giản vậy thôi, luân hồi nhiều kiếp hết rồi tại đây. Con xin kính lạy ơn Thầy, nhờ Thầy diệu thuật con đây ngộ thiền. Con xin kính nguyện Phật Thiên, nguyện hứa truyền thiền thế hệ mai sau. 8. Vị Tổ sư Thiền tông đời thứ 8. Tổ Phật Đà Nang Đề. Hôm qua con chỉ ngồi chơi,
tâm con thanh tịnh được rơi về nhà. Nhà con là chỗ hôm qua thanh tịnh vắng lặng nhìn xa vô cùng. Tuần trước tổ dạy con dừng, luân hồi sinh tử con đừng ham mê. Nhờ vậy con rõ đường về, nhà xưa quê cũ là quê niết bàn. Về đó con được bình an, luân hồi sinh tử không ràng buộc ta. Thầy dạy ý Phật Thích Ca, hễ ai nhận được vượt ra luân hồi. Tu thiền thanh tịnh mà thôi, ai mà thanh tịnh nhận rồi tánh nghe. Cái nghe không phải tánh nghe, nếu nghe vật lý lên bè trầm luân. Rơi vào Phật tánh con mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Vào đây chỉ biết hằng còn, không sanh không tử không còn thứ chi. Thiền tông thật là diệu kỳ, rơi vào bể tánh cái chi cũng tường. Vào được không bị vấn vương, những thứ vật lý buồn thương không còn. Thấy nghe thanh tịnh của con phát ra tiếng, tiếng còn mãi vang. Vang mãi vượt cả trần gian, khắp trong vũ trụ tiếng vang khó lường. Tiếng nói khi ở trong giường, chỉ vài trăm thước hết đường để đi. Thầy dạy thiền tông diệu kỳ, không dính không mắc, cái chi cũng tường. Hiện tại con hết vấn vương, những thứ vật lý con thường rõ thông. Nhìn cảnh vật và núi sông, những thứ duyên hợp, hợp xong tan lìa. Thiền tông chỉ rõ thứ kia, những thứ vật lý xa lìa với con. Dầu vàng bằng núi bằng non, đến khi tắt thở không còn thứ chi. Thiền tông Phật dạy con ghi, khi lìa vật lý không chi phiền mình. Thiền tông không phải lặng thinh, mà thấy cứ thấy mình đừng bận chi. Thiền tông thanh tịnh một khi, chừng nào được hút qua thì màn trong. Là về quê cũ đã xong, vào trong bể tánh là xong luân hồi. Con trình chỗ nhận vậy thôi, xin thầy chỉ dạy có lời nào sai. Xin cho con rõ được ngay, chỗ con thấy biết có sai chỗ nào. Nhờ thầy chỉ dạy trước sau, nay con biết được đường vào vô sanh. Vào đây tuyệt diệu vô tranh, niết bàn thanh tịnh không sanh luân hồi. Con xin trình thầy dạy rồi, xin thầy xác nhận những lời của con. Lòng con nhất quyết phải còn, lần theo chánh pháp lòng con quyết làm. Dù cho núi lở sông tràn, cũng không lay chuyển lòng an Phật truyền. Con xin phát đại thệ nguyện, dù cho thân nát con nguyện không lay. 9. Vị tổ sư Thiền Tông đời thứ 9. Tổ Phục Đà Mật Đa. Tiếng vang của chén đá này vang đi khắp chốn, chuyện này lạ tai. Tiếng nghe sao lại nghe hoài, nghe như trùm khắp tỏ bài cùng ai. Thầy ơi con ngộ căng tai, tiếng đi trùm khắp hôm nay tỏ tường. Thiền Tông Đức Phật chủ trương, ngộ được tánh biết là đường về quê. Quê xưa chỉ một đường về, về nơi quê cũ không hề làm chi. Thiền thanh đặc biệt diệu kỳ, rơi vào bể tánh cái chi cũng tường. Rửa chén con hết bi thương, tiếng kêu chén đá tỏ tường tánh nghe. Như vậy các tánh là bè, đưa con thanh tịnh bằng bè về quê. Trước kia con muốn trở về, về nơi quê cũ một bề dụng công. Thiền tông không phải cầu mong, mà chỉ một lòng thanh tịnh mà thôi. Cũng đừng nghĩ chuyện xa xôi, trước kia suy nghĩ vào đời chuyển luân. Phật xưa chỉ dạy chữ dừng, không theo vật lý là dừng lại ngay. Phật ôi con khóc vì Ngài, dạy con thanh tịnh vào ngay niết bàn. Thầy con nhắc lại rõ ràng, linh sơn Phật dạy một đàn về quê. Hôm nay con thấy đường về, niết bàn thanh tịnh là quê của mình. Phật ôi con chỉ nghe nhìn, lời Ngài huyền diệu tuyệt linh vô cùng. Không ngờ nghe thấy muôn trùng, về nơi quê cũ ung dung nhẹ nhàng. Con nay đã được bình an,
niết bàn thanh tịnh muôn ngàn thảnh thơi. 10. Vị tổ sư Thiền Tông đời thứ 10. Tổ Hiếp Tôn Giả. Ở trong vật lý luân hồi, sanh rồi đến tử, tử rồi đến sanh. Ở trong vật lý loanh quanh, sanh già bệnh chết hơn tranh cái gì? Thầy dạy con biết tức thì, niết bàn thanh tịnh là y cội nguồn. Con xin nghe dạy luôn luôn, không nằm không ngủ nhớ luôn tánh mình. Tánh mình khi nhận lặng thinh, không cần tìm kiếm, tự mình biết thôi. Cái biết thôi ở tánh tôi, thấy, nghe, pháp, biết, luân hồi, thôi, xen. Tánh nghe thanh tịnh không chen, thôi vào vật lý, thôi hèn, thôi sang. Thiền Tông Phật dạy rõ ràng, lìa xa vật lý về an quê mình. Ngày xưa Phật dạy núi linh là thiền thanh tịnh tuyệt linh cõi này. Thiền Tông Phật dạy như vậy, không dính vật lý là đây niết bàn. Sống được như vậy bình an, luân hồi sinh tử không màng đến chi. Thiền thanh phải nhận tức thì, luân hồi sinh tử phiền chi đến mình. Thầy dạy con chỉ lặng thinh, danh đây lợi đó con đừng dính nghe. Chỉ cần thanh tịnh mà nghe, nghe tiếng vật lý không khoe với người. Trong lòng luôn được vui tươi, tiếp xúc người vật luôn cười mà thôi. Con luôn làm vậy được rồi, niết bàn sinh tử là thôi tìm mình. Ngày xưa Phật dạy núi linh, chỉ cần thanh tịnh là mình được an. Đức Phật chỉ dạy rõ ràng, không dính vật lý là an muôn đời. Thầy dạy con đã thôi rồi, tuyệt ý Phật Đà đời hết tử sanh. Dù trong tam giới như tranh, chỉ thôi vật chất là thôi luân hồi. Thiền Tông phải biết chữ thôi, những thứ vật lý là thôi kiếm tìm. Thiền Tông đừng nói huyên thuyên, chỉ cần nhận liền tánh thấy và nghe. Tánh nghe thâm thẳm cứ nghe, nghe trong thanh tịnh không nghe luân hồi. Thiền Tông thực hiện vậy thôi, nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân. Vì vậy Đức Phật dạy dừng, không nghe luân hồi là giải thoát ngay. Hôm nay con xin trình bày, xin Thầy thọ ký lời này cho con. Dù cho biển cạn núi mòn, hư không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Thầy con đã vượt lên, sống với cái biết vượt trên luân hồi. Hôm nay con trình Thầy rồi, xin Thầy kiểm nhận ý thời của con. Con xin giữ mãi lòng son, truyền đi pháp Phật hằng còn thế gian. 11. Vị tổ sư Thiền Tông đời thứ 11. Tổ Phú Na Dạ Sa. Thiền Tông của Phật truyền riêng, dòng chảy nguồn thiền cho các tổ thôi. Thiền thanh không nói nên lời, chỉ nhận thấy biết đây rồi quê xưa. Thiền thanh không dụng sớm trưa, chỉ cần biết rõ tánh xưa của mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, luân hồi nhiều kiếp là dừng lại ngay. Truyền qua 10 tổ có tài, hôm nay hoa thị, con nay giác thiền. Thiền thanh Đức Phật dạy riêng, cho người biết được nguồn thiền Thích Ca. Hôm nay Thầy đến nước ta, con nguyện cố gắng phổ ra nguồn thiền, giúp cho thiên hạ hết phiền, để cho nguồn thiền lưu mãi về sau. Lòng con không biết tại sao, con không muốn khóc, lệ sao cứ tràn. Tâm con thanh tịnh rõ ràng, thấy vô lượng kiếp rõ ràng không sai. Thiền Tông con biết không sai, không theo vật lý rõ ngay luân hồi. Thiền thanh đơn giản vậy thôi, chỉ cần thanh tịnh luân hồi lìa đi. Con nay đã biết thiền thì, không quán không tưởng không chi dính mình. Thiền thanh không phải lặng thinh, những việc trước mắt mình đừng dính theo. Thiền thanh đừng sợ giàu nghèo, cứ sống thanh tịnh không theo thứ gì. Ai muốn giải thoát một khi, chỉ cần thôi dứt tức thì hết luân. Thầy dạy con biết pháp dừng, con đã thực hiện dừng rồi Thầy ơi. Lòng con nay đã thảnh thơi,
chuyện trong sanh tử con thôi được rồi. Nhìn thầy lệ con lại rơi, chảy ra nước lệ, ôi thôi con mừng. Mừng vì con đã được dừng, luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con. Lời dạy của thầy con còn, còn là bổn phận con nên giúp người. Mong sao thiền học tốt tươi, tìm người duyên lớn tươi cười thiền tông. Phật tánh phải nhận trong lòng, không tìm không kiếm bên sông bên hồ. Thiền tông cứ việc nhận vô, tất cả thanh tịnh không vô ưu phiền. Được vậy là hết đảo điên, pháp môn thiền học nhận liền tánh nghe. Tánh nghe tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về quê của mình. Nhận được mình phải giữ gìn, giúp cho thiên hạ ráng nhìn cho ra. Ngày xưa Đức Phật dạy ra, không theo vật lý, không gia luân hồi. Thiền tông chỉ có vậy thôi, ai thực hiện được hết đời trầm luân. Theo lời Phật dạy chỉ dừng, dừng được tất cả luân hồi dừng theo. Thiền tông Phật dạy chỉ theo, đi theo dòng chảy không theo bình thường. Vì vậy Đức Phật chủ trương dòng chảy nguồn thiền chỉ tổ biết thôi. Thầy dạy con nay biết rồi, chỉ cần thôi dứt đức liền trầm luân. Lòng con hôm nay rất mừng, vì đã hết rồi con đường tử sanh. Ai muốn vượt qua tử sanh, chỉ cần thanh tịnh tử sanh mất liền. Thiền tông hết sức diệu huyền, chỉ cần thanh tịnh hết duyên cõi trần. Nhờ thầy con đã rõ phân, không tìm không kiếm không cần thứ chi. Tâm con thanh tịnh tức thì, luân hồi sinh tử cái chi cũng lìa. 12. Vị tổ sư Thiền Tông đời thứ 12. Tổ Mã Minh. Thân tâm vật lý mất đi, thân tâm chân thật hiện thì rỗng rang. Lời thầy hỏi con được an, mất đi suy nghĩ được sang quê nhà. Thì ra lời dạy Thích Ca, con tìm con kiếm không ra chút gì. Hôm nay thầy ép con chi, lòi ra chân thật không chi kiếm tìm. Không kiếm mà hiện ra liền, hiện ra những thứ không phiền không sân. Con nhìn cảnh vật dương trần, cứ luân cứ chuyển hết gần lại xa. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca nói ra ẩn dụ không gia não phiền. Thầy ép con nhận ra liền, niết bàn sinh tử của riêng người trần. Khi con chết lặng rõ phân, những thứ vật lý cho người trần gian. Ai muốn hết khổ hết nan, không theo vật lý là an muôn đời. Trước kia thầy dạy con thôi, nhưng con không hiểu luân hồi cứ đi. Hôm nay thầy hỏi tức thì, vì con không biết nên suy nghĩ hoài. Suy tưởng trong khắp trần ai, để tìm để kiếm lời hay trả lời. Không ngờ con lại bị rơi, rơi vào bể tánh hết lời thế gian. Vào nơi bể tánh bình an, ở trong bể tánh an nhàn thầy ôi. Giờ đây con nhận chữ thôi, là dừng hay dứt, đứt rồi trầm luân. Trước kia thầy dạy con dừng, mà con không biết phải dừng làm sao. Hôm nay thầy hỏi con sao, tâm con thanh tịnh qua rào triều âm. À ra thầy dạy rất thâm, đi tìm vật lý là câm muôn đời. Nhờ thầy hỏi ngặt những lời, đưa con qua khỏi những lời thế gian. Nhờ vậy con được bình an, không dính vật chất là an niết bàn. Ngày xưa Phật dạy rõ ràng, nơi kinh Diệu Pháp chỉ đàn vượt qua. Những lời chân thật Thích Ca chỉ chỗ Phật Đà yếu chỉ Thiền Tông. Trước kia không biết con mong, do vậy cứ mãi đi trong luân hồi. Nhờ thầy hỏi ngặt con thôi, luân hồi vật lý hết rồi với con. Hiện tại tâm con không còn, những thứ vật lý không còn trong con. Xin trình trong ý lòng con, cảm ơn thầy dạy vàng son tuyệt trần. Con xin kính lại xa gần, nhờ thầy hỏi ngặt tuyệt phần Thiền Tông. Tâm con hiện tại đã không, sống với Phật tánh con xong luân hồi. Xin thầy nhận con đôi lời, những lời chân thật
muôn lời cảm ơn. Tổ Mã Minh có để lại kệ Kính Mừng Phật Đản nói về cuộc đời tu hành và dạy đạo của Đức Phật. Bài kệ như sau: Ngày xưa tại nước Ca Tỳ có vua Tịnh Phạn trị vì muôn dân, đức thanh trọng nghĩa xa gần, Ma Gia hoàng hậu xa gần kính cung. Mùng 8 tháng 4 lâm bồn, đảng sanh thái tử, khôi ngô vẹn toàn. Đặt tên là Tất Sĩ Hiền, thông minh xuất chúng không ai hơn ngài. Lớn lên hiện rõ người tài, ở trong hoàng tộc không ai hơn người. Người trong hoàng tộc vui tươi, ở ngoài thiên hạ nhiều người lầm than. Phần nhiều đau khổ vô vàn, nhiều người cùng cực không an muôn phần. Ngài hỏi hoàng tộc xa gần, cách nào để giúp hết người lầm than. Hoàng tộc nói ở thế gian, đây là số phận đã an mọi người. Thái tử nghe vậy không vui, mà nghe trong dạ bùi ngùi không an. Ngài trình với Đức Phụ Hoàng, xin cha giải rõ các phần con nghi. Đức vua không biết nói gì, liền mời hoàng tộc giải thì cho con. Hoàng tộc trên dưới không còn, không ai giải được lời nghi của ngài. Thiên hạ giáo sĩ người tài, giải được thắc mắc ở ngoài thế gian. Đức vua nghe vậy liền mời, uất đầu Lam Phất đứng đầu thánh nhân. Giáo sĩ khi đến hoàng triều, Đức vua liền nói những điều hoàng cung. Nếu thầy giải được tôi mừng, sẽ được ban thưởng thầy đừng ngại chi. Còn không biết được tức thì, xin rời đại sảnh thăm dì vua thôi. Giáo sĩ nói dễ như chơi, kính mời bệ hạ hỏi thời ý đi. Vua rằng không phải ý tôi, mà của thái tử tên thời Đạt Đa. Giáo sĩ liền nói ý ra, bất luận ai hỏi thì ta giải liền. Dù cho cao tận trên thiên, tôi đây sẵn liền giải đáp ra ngay. Thái tử liền có trình bày, ở trong thiên hạ có hai hạng người. Người khôn người dạy hai nơi, người giàu kẻ khó xin thời giảng phân. Tại sao trời lại bất công, người ăn không hết kẻ lần không ra. Thầy biết thầy cứ nói ra, còn nếu không biết xin ra cửa về. Giáo sĩ tâm trí nặng nề, làm sao giải được phải về tu thêm. Đức vua đành phải lặng im, để cho thái tử tìm đường giải thông. Ngài liền từ giả vua cha, cùng là thê tử xuất gia tu hành. Khởi đầu khổ hạnh bị sanh, đến khi kiệt sức không sanh đạo màu. Ngài liền chứng chỉnh không cầu, tạm dùng ít sữa của nàng mục chăn. Bỗng nhiên sức khỏe có tăng, dụng công tu tưởng để tìm cho ra. Thành công quán tưởng rất xa, những thứ thắc mắc không ra chút nào. Tìm học lý luận tuyệt cao, lý luận tuyệt đỉnh không ai hơn ngài. Những thứ mà ngài đã nghi, dụng công thêm nữa để tri cho tường. Nhìn được ở tận mười phương, cũng chưa biết được tỏ tường bốn nghi. Ngài liền thanh tịnh tức thì, bỗng tâm phát sáng tỏ tường bốn nghi. Thử đi thử lại không nghỉ, rơi vào bể tánh các nghi không còn. Đứng lên tìm các bạn hiền, chỉ pháp tu thiền để về nhà xưa. Chính bạn tu thiền trước kia, dạy những vị ấy pháp tu bụi trần. Chính vị ngộ được trọn phần, trình ngộ của mình với sĩ Đạt Ta. Thái tử liền nói hết ra, cổ nhiên đăng Phật chứng ta chỗ này. Các ông phụ giúp ta.
ta xây giáo đoàn Phật giáo bài đây tu thiền. Các vị bạn cũ nói liền: đồng ý, nhưng phải chư thiên chứng dùm. Thái tử phải nhờ vị thần xác nhận ngài chứng tuyệt phần tam minh. Chính vị tu trước dựng tinh, lập ra giáo đoàn giảng dạy thiền thanh. Thái tử dạy rõ tu thiền, chính vị nhận được thấy thiên vô cùng. Các vị trình ngộ của mình, chính tâm thanh tịnh là đây cội nguồn. Chính vị nhận được lệ tuôn, chảy ra nước lệ không buồn không vui. Chính vị ai cũng ngậm ngùi, không ngờ mình chứng tuyệt mùi thiền thanh. Nhìn trong tam giới như tranh, ai thích ngắm nhìn là bị trầm luân. Do vậy Đức Phật dạy dừng, chỉ cần thanh tịnh là đây niết bàn. Để cho những người thế gian biết cách tu thiền của Phật Thích Ca, các ông nói lại lời ta, không theo vật lý được ra luân hồi. Tu thiền đơn giản vậy thôi, nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân. Lần nữa ta dạy chỉ dừng, chính tâm thanh tịnh là đây cội nguồn. Thiền thanh thiên hạ bảo cuồng, ngài dạy tu thiền quán tưởng cầu mong. Tu quán tu tưởng trong lòng, thành tựu được rồi là có thần thông. Các thầy nhận được thông dông, đi ra nhiều nước dạy xong pháp này. Tiếp theo ngài dạy luận bàn, nói ra cạn lẽ thế gian không bì. Ở trong thiên hạ nói gì cũng không bì được lời ngài nói ra. Vì đây triết lý Thích Ca, thiên thượng thiên hạ chỉ ra lẽ này. Kế tiếp ngài dạy tu tìm, dụng công nghi tìm ở khắp thế gian. Khi tâm được định thênh thang, thấy trong vũ trụ thế gian là vậy. Ba pháp thiên hạ chưa vừa, cầu mong Phật dạy con ưa an bình. Phật rằng các ông lặng thinh, khi được thanh tịnh niệm liền danh A. A đó là Phật Di Đà, có siêu thần lực rước người thích vui. Về nơi tịnh độ thật vui, chim muôn ca hót qua thời ngọc sang. Mặt đất tương tự như vàng, đỡ chân người bước vô vàng êm chân. Sáng ra không phải đi mần, chỉ cần đi cúng các tầng Phật xưa. Nhiều người nghe vậy rất ưa, niệm Phật đến nỗi quên trưa quên chiều. Được dạy thành tựu rất nhiều, nhiều người ham muốn cũng chưa vừa lòng. Làm sao có được thần thông, mà thật kỳ bí ở trong núi rừng. Vì vậy ngài dạy mật truyền, niệm câu thần chú linh thiêng vô cùng. Người niệm thấy rất lạ lùng, khi niệm liên tục thì bùng quyền linh. Năm pháp ngài dạy tận cùng, tất cả đều bỏ vì trong luân hồi. Sau cùng ngài dạy pháp thôi, chỉ cần thanh tịnh ở nơi tâm mình. Tu thiền Phật dạy núi linh, là thiền thanh tịnh tuyệt linh cõi này. Thiền thanh Phật dạy như vậy, khi thấy chỉ thấy thấy vậy mà thôi. Thiền thanh không đứng không ngồi, không quán không tưởng luân hồi lìa ngay. Thiền thanh Đức Phật chỉ bài, chỉ cần thanh tịnh vào ngay niết bàn. Tất cả những chuyện thế gian không dính không mắc không màng đến chi. Ngày xưa Đức Phật dạy thì tâm mình thanh tịnh là y niết bàn. Ngài dạy như vậy rõ ràng, sống với tánh biết là an muôn đời. Trực nhận tánh thấy tức thì, luân hồi nhiều kiếp làm chi theo mình. Tu thiền không phải lặng thinh, khi thấy cứ thấy mình đừng chạy theo. Tu thiền đừng sợ giàu nghèo, không gieo nghiệp quả làm sao theo mình. Thiền thanh không phải lặng thinh,
mà thấy cứ thấy cái nhìn để yên. Những chuyện phiền não triền miên, không dính không mắc là yên được liền. Thiền thanh Đức Phật dạy riêng, những ai đại phúc nhận liền thiền thanh. Niết bàn là ở trong lòng, không theo vật lý là xong luân hồi. Thế kỷ 30 đến rồi, hoa thiền chấm dứt hết rồi tại đây. Chúng con nghe dạy của Thầy, cúi đầu ba lại xin Thầy chứng minh. Hồi hướng, kính mừng Phật đản xong rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dừng, tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay. Hôm nay tại tiểu linh đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cũng nhờ Đức Phật chỉ đàn thiền tông. Tâm con hiện tại đã không, chúng con một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, hư không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, luân hồi sinh tử vượt lên được rồi. Đời con đại phúc Phật ôi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị tổ sư thiền tông đời thứ 13, Tổ Ca Tỳ Ma La. Luân chuyển vật lý thế gian, quy luật muôn kiếp ngàn đời là đây. Con xin cảm ơn Đức Thầy, 12 câu kệ con đây ngộ thiền. Từ đây con hết đảo điên, biết được bí huyền vật lý trần gian. Trước con suy tưởng muôn ngàn, diệu thuật lường gạt kiếm vàng để tiêu. Hôm nay con nhận một điều, chỉ thôi dừng dứt là tiêu nghiệp trần. Tâm con nay đã rõ phân, không dính dục trần là hết trầm luân. Tự nhiên con biết pháp dừng, những thứ vật lý con đừng chạy theo. Hiện nay con đã hết nghèo, muôn ngàn châu báu dính theo con liền. Lời Thầy sao lại linh thiêng, chỉ mấy câu kệ con liền nhận ra. Lời vàng của Phật Thích Ca, pháp thiền huyền diệu hiện ra nơi này. Con xin cảm ơn Đức Thầy, đem lời chân quý con đây hiểu đời. Từ nay con chỉ dừng thôi, chỉ cần thanh tịnh ở nơi tâm mình. Cảnh gì con cũng lặng thinh, khi thấy hay biết tự mình biết thôi. Dù cho vật đổi sao dời, con chỉ nhớ lời của Đấng Từ Bi. Con chỉ thực hiện vậy thì, luân hồi nhiều kiếp không gì với con. Từ nay con quyết không còn nói chuyện không thật để con lừa người. Nhờ Thầy con được vui tươi, nhìn thấy chân thật con vui trong lòng. Con không còn nguyện hay mong, chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 14, Tổ Long Thọ. Xưa nay tôi kiếm tôi tìm, thiên văn xa thẳm để khoe người đời. Nói rằng mình hiểu xa vời, thiên hạ kính nể để đời hữu danh. Địa lý con học rất rành, danh cao trọng vọng để dành khoe khoang. Đến chỗ đông người lập đàn, phổ đi địa lý người sang biết mình. Mục đích chính của mình trình ra kiến thức để mình có danh. Người người khen ngợi bao quanh, cho tiền cho bạc để dành nuôi thân. Toán học thuyết chỗ xa gần, để người quyền quý xin phần giải thông. Văn học nói giỏi trong lòng, nhiều người khen phải cũng vì tiền xu. Thần học nhiều người lại bu, xin mình giải rõ cúng xu cúng tiền. Sấm truyền mình nói rất thiên, ngày giờ năm tháng để khuyên mọi người. Ảo thuật người thích vui cười, được nhiều tiền bạc người người lại khen. Tôn giáo nói sáng hơn đèn, dụ người tìm đến sang hàng cũng nghe. Dùng hình tượng để giấu che,
linh thiêng huyền bí, người nghe khen mình. Với mục đích chánh của mình, dụ người đem của cho mình ăn chơi. Sự thật những việc trên đời, tôi đi lường gạt để đời ung dung. Nhân thế họ thích lạ lùng, vì chỗ thích đó nên tung hỏa mù. Hỏa mù con dễ kiếm xu, nhiều người ngu dốt đưa xu con xài. Hôm nay thầy dạy thấy ngay, cứ đi lường gạt biết ngày nào xong. Thầy ơi, con nguyện trong lòng không đi lường gạt để lòng bình an. Thiền tông thầy dạy rõ ràng, chỉ cần thanh tịnh là an muôn đời. Vì vậy hôm nay con thôi, không đi lừa phỉnh hết rồi trả dai. Con nghe lời dạy Phật ngài, con xin thôi dứt vào ngay nhà mình. 15. Vị tổ sư Thiền tông đời thứ 15. Tổ Cana Đề Bà. Đời người là sự trả dai, hôm nay xin được để xài cho thân. Dù cho dai được trọn phần, cũng là dai mượn của trần thế gian. Con nay đã hiểu rõ ràng, những thứ vật lý là đàn chuyển luân. Nếu dai mượn được thì mừng, những thứ nhân quả chưa từng ai cho. Ai đâu có của mà cho, tưởng rằng cầu lại thần cho của mình. Nguyên tắc dây mượn của mình, những thứ phước đức của mình trước kia, hôm nay mượn trước đem về, mượn về xài trước, nợ kia phải tường. Tiếp sau mình phải bi thương, vì là dây trả không đường chạy đâu. Ai mà tham mới đi cầu, nhờ thần giúp đỡ là đầu chuyển luân. Con hiểu nguyên lý rất mừng, nhờ con biết được chưa từng cầu chi. Tổ vừa nghe ngài trình 20 câu kệ, tổ biết ngài đã hiểu nguyên lý trong vật lý của thế giới này, nên tổ hỏi: mấy năm nay ngươi theo ta học đạo giải thoát, vậy ngươi có biết tu như thế nào để giải thoát không? Ngài trình thưa với tổ Long Thọ bằng bài kệ 32 câu như sau: giải thoát là nói thế gian, nếu nói giải thoát không đàn về quê. Quê xưa chỉ một đường về, không theo vật lý là quê của mình. Thầy dạy con tự nhiên nhìn, không dính không mắc, mình đừng dính chi. Thiền tông đặc biệt diệu kỳ, không dính vật lý không gì theo ta. Tu thiền đừng muốn về nhà, thực hiện được vậy là xa nghiệp trần. Thanh tịnh vật lý rõ phân, ai dính vật lý đường trần phải đi. Dù cho thực hiện pháp gì là của vật lý, cái gì của ta. Thiền tông Đức Phật dạy ra, không dính vật chất là ra luân hồi. Tu thiền mà đứng hay ngồi là tu vật lý không đời thoát thân. Muốn được giải thoát chỉ cần thanh tịnh không cần dụng công. Tự nhiên vật lý xa dần, những thứ vật lý không cần phải xa. Vật lý là của ta bà, nếu tu dẹp bỏ là ta ngu khờ. Thầy dạy con biết hiện giờ, chỉ cần thanh tịnh vượt bờ tử sanh. Vào trong bể tánh không sanh, chính nơi thanh tịnh là anh Niết Bàn. Niết Bàn không khổ không nan, vì không vật lý an nhàn thảnh thơi. Hôm nay con ngộ được rồi, cảm ơn thầy dạy hết rồi tử sanh. Vị tổ sư Thiền tông đời thứ 16. Tổ La Hầu Đa La. Bình thường con kiếm con tìm ra Phật tánh để mà sống vui. Tìm hoài tìm mãi tánh tôi mà không thấy tánh của tôi bao giờ. Thiền tông tổ dạy bây giờ, không tìm không kiếm sờ thấy nghe. Thấy nghe cứ việc thấy nghe thanh tịnh, thấy nghe của mình. Giờ đây con chỉ lặng thinh, mà sao tánh thấy con nhìn xa xăm. Còn nghe thanh tịnh âm thầm, nghe được thông suốt không lầm thứ chi. Thiền tông sao quá diệu kỳ, chỉ cần thanh tịnh cái chi rõ ràng. Hành thiền cực nhọc gian nan, hành được vật lý tuôn tràn chảy ra. Là thứ ảo giác ta bà, có muôn ngàn được chỉ là bỏ đi. Thiền tông không dụng thứ chi, chỉ cần thanh tịnh cái gì cũng chân. Dù cho lạy lục xa gần, lạy mà kết quả bỏ xong cho rồi.
Thiền tông đơn giản vậy thôi, chỉ cần thanh tịnh hết đời trầm luân. Vị tổ sư Thiền tông đời thứ 17, tổ Tăng Già Nan Đề. Thế gian là bởi vô thường, sanh ra đẹp đẽ sau cùng rụng đi. Thiền tông thầy dạy con ghi, có sanh có tử là y cõi này. Thầy dạy muốn hết dần xoay, chỉ thiền thanh tịnh cắt dây luân hồi. Vì vậy thầy dạy con thôi, hôm nay sanh tử biết rồi không theo. Thiền tông không thấy giàu nghèo, hằng hà châu báu cứ theo con hoài. Con nay biết được trần ai, ham mê vật chất đeo hoài trầm luân. Vì vậy Đức Phật dạy dừng, luân hồi sinh tử sẽ dừng lại ngay. Con xin cảm ơn tổ ngài, con nay biết được hết ngay luân hồi. Nhờ thầy chỉ dạy con thôi, luân hồi nhiều kiếp hết rồi với con. Hôm nay vọng tưởng không còn, chỉ còn thanh tịnh lòng con nhẹ nhàng. Nhờ thầy con được bình an, nhận ra bể tánh con an muôn phần. Từ nay việc của dương trần, tự nó luân chuyển là phần thế gian. Con nay đã được bình an, những thứ vật chất không màng đến chi. Thiền tông thật sự diệu kỳ, không dính không mắc, cái chi cũng lìa. Những thứ phiền não xưa kia là của vật lý, con lìa đã xong. Nhìn về linh thứ nguyện mong, kính xin Đức Phật chứng lòng của con. Vị tổ sư Thiền tông đời thứ 18, tổ Già Gia Xá Đa. Theo tổ học đạo Thiền tông, ý con thanh tịnh không mong thứ gì. Tổ dạy khi đứng khi đi, để tâm vật lý tịnh y niết bàn. Hôm nay con biết rõ ràng, cái tâm thanh tịnh là đàn về quê. Ngày xưa Đức Phật nói về, ai muốn giải thoát dừng mê hồng trần. Bao năm tổ dạy trọn phần, Thiền tông thanh tịnh con cần phải ghi. Thiền tông con khi đứng đi, tâm luôn thanh tịnh, việc gì cũng xong. Thiền tông không phải cầu mong, chỉ cần thanh tịnh không mong thứ gì. Ngồi nằm khi đứng hoặc đi, không dính vật lý có chi theo mình. Tổ dạy con thường lặng thinh, sống với tánh biết của mình mà thôi. Khi con trình biết chỗ thôi, tổ đã xác nhận ngộ rồi thiền tông. Con nhìn cảnh vật núi sông, tâm con không dính vào trong thứ gì. Ở trong thanh tịnh huyền vi, những thứ trong ấy không chi sánh bằng. Con nay đã biết thường hằng, tâm hằng thanh tịnh như rằng linh sơn. Nhờ thiền con đã đứng lên, không dính vật lý vượt lên luân hồi. Tổ dạy con dùng chữ thôi, luân hồi sinh tử hết rồi với con. Hiện tại tâm con không còn buồn thương giận ghét, không còn thứ chi. Thiền tông quả thật diệu kỳ, khi tâm thanh tịnh cái chi cũng lìa. Nhìn về linh thứ xưa kia, Đức Phật dạy thiền để độ chúng sinh. Thiền tông không phải vật dành, không dính không mắc, tử sanh luân hồi. Đức Phật dạy chỗ con thôi, nhờ vậy sanh tử hết rồi với con. Vị tổ sư Thiền tông đời thứ 19, tổ Cư Ma La Đa. Ngày xưa theo mẹ mong cầu, ngày ngày tháng tháng cứ cầu cứ xin. Mẹ rằng bà La rất linh, ai đến cầu khẩn ngài linh cho liền. Có lần con bị não phiền, đến cầu khẩn lại xin liền phúc cho. Hằng ngày chân xếp co ro, ngồi thiền tưởng nhớ xin cho lộc xài. Lòng con khẩn nguyện không sai, nhưng không linh ứng lại hoài không chi. Ngồi nơi bến vắng một khi, nhờ thầy dạy bảo cầu chi cho phiền. Chỉ cần tâm mình tự yên, những điều kỳ diệu hiện liền ra ngay. Kể từ đó cho đến nay, con bỏ cầu khẩn thấy ngay niết bàn. Hiện tại con được bình an, không cần khẩn lại mà an trong lòng. Thiền tông không phải dụng công, chỉ cần thanh tịnh ở trong lòng mình. Thiền thanh sao lại tuyệt linh, không theo vật lý tuyệt linh vô cùng. Khi tâm thanh tịnh lạ lùng, nhìn thấy bể tánh khắp vùng mênh mông. Trời đất phong cảnh núi sông, thấy xuyên qua hết
khắp cùng xa xăm. Thấy vậy con chỉ âm thầm, chỉ cần thấy biết không cần nói ra. Ơn Thầy, con đã nhận ra Niết Bàn thanh tịnh quê ta đây rồi. Thiền Tông kỳ diệu Thầy ơi, khi vào bể tánh luân hồi lìa ngay. Hôm nay con trình Tổ Ngài những thứ con biết Tổ Ngài chứng cho. Nhờ Thầy con hết cầu lo, rơi vào bể tánh không cho luân hồi. Con nay trình với Thầy thôi những gì con biết luân hồi không theo. Trần gian không bám không theo, con nay giác ngộ quyết theo pháp thiền. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 20. Tổ Xà Dạ Đa. Trước đây con nguyện con cầu để tìm chân lý và cầu thoát ly. Thiền Tông quả thật diệu kỳ, để tâm thanh tịnh cái chi cũng tường. Hiện tại con hết đau thương, con đường sanh tử con thường rõ thông. Nhờ Thầy chỉ dạy thật lòng, con lìa vật chất thông dông niết bàn. Con nay thật sự bình an, rơi vào bể tánh như vào nhà con. Sông núi thế giới vẫn còn, là của vật lý không còn ham mê. Nhờ Thầy con biết đường về, niết bàn thanh tịnh là quê của mình. Tâm con thanh tịnh tuyệt linh, rõ ràng bể tánh của mình ngày xưa. Ngày xưa con khẩn sớm trưa, hao mòn sức lực mà chưa thấy gì. Thầy dạy đơn giản diệu kỳ, chỉ cần thanh tịnh cái chi cũng tường. Hiện tại con hết đau thương, niết bàn thanh tịnh là đường con đi. Con này không phải cầu chi, quê hương chân thật tức thì thấy ngay. Tâm con thanh tịnh suốt ngày, vật chất không thích còn hoài tịnh thanh. Nhìn trong tam giới như tranh, con thấy cứ thấy không dành thứ chi. Lời Thầy quả thật diệu kỳ, vừa nghe đã ngộ cái chi cũng lìa. Từ nay con thường sớm khuya, luôn luôn thanh tịnh thì lìa trầm luân. Hiện nay con rất vui mừng vì đã dứt được tử sinh luân hồi. Thiền Tông đơn giản vậy thôi, luân hồi sinh tử dứt rồi với con. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 21. Tổ Bà Tu Bàn Đầu. Con ngu mới tu giải thoát, không biết nên tìm giải thoát để tu. Đầu con trước sau lại ngu, lý luận chuyện tu đủ thứ trên đời. Về đây Thầy dạy nghỉ ngơi, xa lìa vật chất, lìa đời chớ tu. Hôm nay con đã hết ngu, vật chất là vậy, chớ tu cái gì. Thiền Thầy không dạy cái chi, chỉ tâm thanh tịnh hết đi luân hồi. Hôm nay con đã biết thôi, luân hồi nhiều kiếp, con thôi đi tìm. Thầy ôi, con đã nhận riêng, Thiền Tông thanh tịnh đi tìm là ngu. Nhờ Thầy chỉ dạy pháp tu, chỉ cần thanh tịnh tu chi cho cuồng. Tâm con chỉ tịnh luôn luôn, không theo vật chất, không tuôn theo trần. Tu thiền phải hiểu bổn thân, thân này vật lý không cần tu chi. Thiền Tông quả thật diệu kỳ, không tìm không kiếm, luân hồi dừng ngay. Ngày xưa không biết tìm hoài, hành thiền khổ hạnh mệt nhoài tấm thân. Đầu đà khổ hạnh muôn phần, thân hình tiều tụy không lần ra chi. Về đây Thầy dạy bỏ đi, hành chi cực sát cũng đi luân hồi. Nhờ Thầy chỉ dạy con thôi, những thứ vọng tưởng hết rồi với con. Tâm con thanh tịnh không còn, đầu đà thanh tịnh không còn dụng công. Hành thiền quán tưởng cầu mong, những thứ như vậy quan xong cho rồi. Nhờ Thầy con tu chữ thôi, giải thoát sanh tử con thôi không tìm. Thiền Tông thật sự linh thiêng, nhờ Thầy dạy thật con liền nhận ra. Thiền Tông quăng quán ra xa, nếu còn quán tưởng phải gia luân hồi. Vì vậy Thầy dạy con thôi, tu thiền mà kiếm vào đời trầm luân. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, luân hồi sanh tử là dừng lại ngay. Nhìn Phật con cứ nhìn hoài, không chi đền đáp lời Ngài dạy con. Con xin có tấm lòng son, nghe lời Phật dạy thiền còn thế gian. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 22.
Tổ Manuala. Lúc nhỏ con có đến chùa, hỏi sư Phật Thế tu gì khỏi luân. Đại sư Phật Thế nhìn trừng, ta còn chưa biết dạy gì cho ông. Từ đó con nguyện cầu mong làm sao gặp được thiền tông Phật truyền. Nghe thầy giảng dạy rất thiên, con ra hoàng thành tìm riêng hỏi thầy. Thầy gọi con hãy lại đây, muốn tu giải thoát thì thầy dạy cho. Khi tu không nhớ không lo, không tìm không kiếm đừng lo thứ gì. Khi tâm thanh tịnh một khi, một mực thanh tịnh vậy thì mà thôi. Con không nghĩ chuyện xa xôi, tự nhiên mất hẳn cái tôi phàm trần. Tự nhiên con được rơi lần vào nơi trống rỗng, thấy dòng mênh mông, thấy được tất cả đều không, bỗng trong thanh tịnh hiện phòng diệu hay. Con không dám trình với thầy cái thấy như vậy, xin thầy dạy con. Hôm nay thầy hỏi thì con mới trình chỗ ấy, thấy con thế nào. Ngày nào con cũng được vào chỗ thấy thanh tịnh, không sao nói lời. Chỗ đó là chỗ nghỉ ngơi, có phải như vậy, xin thầy dạy con. Vị tổ sư thiền tông đời thứ 23, Tổ Hạt Lạc Na. 9 năm Bát Nhã Ba La trì tụng liên tục không ra thứ gì. Thiền tông thầy dạy con đi, khi đi yên lặng không chi cho vào. Thân tâm thanh tịnh tự vào, vào trong bể tánh cái nào cũng thông. Khi nhìn thấy được mênh mông, khi nghe thanh tịnh tiếng trong không ngờ. Thiền tông biết được bến bờ, ở nơi thanh tịnh không ngờ quê ta. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca dạy kinh Viên Giác vượt qua hải triều. Thiền tông Phật dạy không nhiều, con nay tập được đã tiêu nghiệp trần. Thiền tông nhận được xa gần, nếu muốn sanh tử nhìn gần thấy ngay. Con nay nhận ý Phật Ngài, khi tâm thanh tịnh nhận ngay Niết Bàn. Niết Bàn là chỗ bình an, không có vật chất, không ràng buộc chi. Thiền tông quả thật diệu kỳ, khi tâm thanh tịnh cái chi cũng lìa. Những thứ suy tưởng xưa kia, tụng nhiều kinh quý để lìa trần gian. Ngày đêm tụng quá gian nan, mà đường sinh tử cứ ràng cứ theo. Thầy dạy con thôi không theo, những thứ ràng buộc không đeo với mình. Khi con vào được lặng thinh, à ra Phật tánh của mình tự yên. Nếu con dụng pháp tu thiền, tức thì khuấy động hiện liền chuyển luân. Thì ra Đức Phật dạy dừng, con nay dừng được luân hồi bỏ đi. Thiền tông thực hiện được thì, luân hồi sinh tử lìa thì giới ta. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca dạy nơi linh thứu vượt qua luân hồi. Thiền tông đơn giản thầy ôi, hôm nay con đã hết rồi trầm luân. 24. Vị tổ sư thiền tông đời thứ 24, Tổ sư tử. Bà La Môn dạy tu thiền phải nhìn sâu tận nơi miền xa xăm, lúc nào tâm phải chăm chăm kiên trì như vậy thì thần hiện ra, chúng sanh trong cõi ta bà thực hiện được vậy, thần thê ra giúp mình. Khi thấy thần hiện thì mừng, Ngài liền cứu giúp mình đừng lãng quên. Nhiều năm kính lại ơn trên, cầu mong khẩn lại thần trên không về. Theo thầy chỉ học một đề, thôi dừng hay dứt không hề dụng công. Chỉ có mấy chữ đã xong, luân hồi sinh tử là không theo mình. Không cần cầu khẩn thần linh, rơi vào bể tánh một mình biết thôi. Tổ ơi, con nay đã thôi những chuyện sinh tử, con thôi không tìm. Thiền tông thanh tịnh là yên, chính chỗ thanh tịnh nhận liền tánh nghe. Tánh nghe tánh thấy không che, tánh thấy thanh tịnh không che thứ gì. Khi nghe thanh tịnh một khi, nếu nghe thanh tịnh cái gì cũng thông. Thiền tông không phải ngóng trông, mà chỉ thanh tịnh ở trong tánh mình. Con thường nhận được lặng thinh, sống với Phật tánh khắp trùm muôn phương. Con nay đã nhận tỏ tường,
ở trong thanh tịnh là thường an vui, trong tánh không có tôi. Chỉ có Phật tánh an vui khôn lường, Thiền Tông Đức Phật dạy thường, thường sống thanh tịnh là đường siêu sâu, Thiền Tông không cần khẩn cầu, vào trong Phật tánh không cầu thứ chi, không cầu mà đủ không nghì, lục căn sáu thứ cái gì cũng thông. Nhìn về khoảng trống trời không, lúc nào cũng nhớ công ơn của Thầy. Con xin kính nguyện tại đây, Thiền Tông con nguyện tại đây lưu truyền. Thiền Tông tuyệt diệu rất thiên, đưa người sinh tử về miền an vui. 25. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 25, Tổ Bà Xá Tư Đa. Khi con tập thanh tịnh thiền, ngày đêm niêm mật tịnh thiền mà thôi, 10 ngày con bị cuốn trôi vào nơi trống rỗng, tưởng rồi đời con. Nhớ lại Thầy dạy con thôi, không run không sợ, nhận thời thứ chi. Nhớ ra con hiểu được thì đây là bể tánh, cái chi cũng bình. Rơi vào con chỉ lặng thinh, cứ việc ngắm nhìn nó thấy xa xăm. Nhớ lời Thầy dạy âm thầm, thấy cứ việc thấy, đừng lầm thứ chi. Thiền Tông là pháp diệu kỳ, rơi vào bể tánh cái gì cũng thông. Ngày xưa Phật dạy Thiền Tông là thiền thanh tịnh, đừng mong thứ gì. Chỉ cần thanh tịnh một khi, luân hồi sanh tử làm chi được mình. Thiền Tông huyền diệu tuyệt linh, giúp người giải thoát làm mình yên vui. Bỏ đi ngã mạn cái tôi, sống với Phật tánh, cái tôi hết liền. Sống được như vậy bình yên, là hết sanh tử, sống yên niết bàn. 26. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 26, Tổ Bất Như Mật Đa. Cha con rất ghét Phật Đà, vì cha bị nghiệp, nghiệp va vô người. Vì cha đại phúc hơn người, được làm vua nước, người người phải nghe. Con nhìn thấy rõ lòng the, trầm luân khổ sở sẽ đè về sau. Thầy ơi không biết làm sao, giúp cho thân phụ mai sau không đền. Hôm nay con kính trình lên, xin Thầy chỉ dạy, con đền ơn cha. Làm con hiếu thảo lo xa, giúp cho cha mẹ vượt qua luân hồi. Để con trả nghĩa được rồi, kiếp này lìa khỏi chuyện đời thế gian. Như vậy lòng con mới được bình an, xin Thầy giúp đỡ, muôn ngàn biết ơn. 27. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 27, Tổ Bát Nhã Đa La. Cha mẹ từ giả cõi trần, để con ở lại tu phần Thiền Tông. Nhờ Thầy chỉ dạy rất thông, Thiền Tông tuyệt diệu ở trong cõi này. Ơn Thầy dạy bảo con đây, đã lâu nhận được định trình Thầy xem. Nhưng sợ Thầy la con bèn, cứ để yên vậy sang hèn tự minh. Hôm nay Thầy bảo con trình, mấy lời bộc bạch xin Thầy kiểm cho. Nhờ Thầy nuôi dạy ấm no, không khổ không sợ, không lo thứ gì. Thiền Tông tâm con thường ghi, chỉ cần thanh tịnh tìm chi trong trần. Thiền thanh lúc nào cũng cần, việc làm chỉ một không cần thứ hai. Đã lâu con làm không hai, ngày ngày thanh tịnh thấy hai đôi bờ. Bên trong tuyệt diệu như mơ, bên ngoài sanh tử đôi bờ rõ thông. Thiền Tông không phải cầu mong, mà tâm thanh tịnh không mong không cầu. Rơi vào bể tánh nhận châu, không thể diễn tả vì đâu có hình. Con vào cứ vậy lặng thinh, khi nói ra tiếng, tiếng mình vang xa. Lời vàng của Phật Thích Ca, con nay nhận được Ý Đà Thiền Thanh. Nhìn ra tam giới như tranh, chỉ cần vui thích tự sanh luân hồi. Nghe lời Phật dạy con thôi, luân hồi sinh tử con thôi không tìm. Hôm nay Thầy hỏi con riêng, xin trình mật ý chỉ riêng mình Thầy. Ý trên con trình với Thầy,
xin thầy kiểm nhận, con đây rất mừng. 28. Vị tổ sư Thiền Tông đời thứ 28, Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ầm vang vật lý xé tan, cái nghe vật lý chạy lan theo trần. Thầy đóng cái cửa cái ầm, tánh nghe thanh tịnh, ầm ầm vang xa. Thì ra lời dạy Tích Ca, ai nghe vật lý phải va luân hồi. Khi nghe thanh tịnh thì thôi, luân hồi nhiều kiếp, lìa rồi với ta. Rõ ràng lời dạy Thích Ca, ở nơi linh thú hiện ra nơi này. Con nhờ ân đức của thầy, đóng cửa thật mạnh, con đây ngộ thiền. Thiền Tông thật sự linh thiêng, mà phải nhận liền cho được tánh nghe. Khi nghe phải thật sự nghe, nghe trong thanh tịnh, tự nghe tánh mình. Người tu thanh tịnh chứng minh, nghe bằng chân tánh, là mình đúng nghe, tiếng nghe không bị lấp che, là trong Phật tánh, tánh nghe của mình. Thiền Tông phải được chứng minh, rơi vào bể tánh, tự mình biết thôi. Người tu trình với thầy thôi, chỉ có vị ấy chứng lời của ta. Thiền Tông của Phật Thích Ca dạy nơi linh thú ngộ ra tánh mình. Tánh mình kỳ đặc huyền linh, nghe được thông suốt, tánh mình ngộ ra. Ngộ ra lời dạy Tích Ca, sống với tánh ấy là ra luân hồi. Vào đây bị mất cái tôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Thiền Tông quả thật diệu linh, khi nghe thanh tịnh là mình rõ thân. Không cần tìm kiếm dụng công, chỉ cần thanh tịnh tự trong lòng mình. Tánh mình hết sức tuyệt linh, nhận được chân tánh tự mình biết thôi. Vì vậy Phật dạy là thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Hôm nay con kính xin trình, con nhận căn tánh, xin trình thầy thông. Hiện tại con hết cầu mong, vì đã giác ngộ tánh không của thiền. Xin thầy chứng nhận con riêng, đạt được pháp thiền của Phật Thích Ca. Từ nay con đã vượt qua, luân hồi sinh tử đã xa con rồi. Cũng nhờ Đức Phật dạy thôi, trầm luân sinh tử đã rồi với con. Con xin thệ nguyện lòng son, truyền môn thiền học luân còn thế gian. Các vị tổ sư Thiền Tông nước Trung Hoa. 29. Vị tổ sư Thiền Tông đời thứ 29, Tổ Huệ Khả. Người đời vay trả, trả vay, cứ vay và trả, biết ngày nào xong. Nhờ thầy nhắc khéo con không, không theo thế sự, ở trong niết bàn. Vào đây thấy được rõ ràng, tâm ý thanh tịnh, rõ ràng tự nghe. Nghe thấy thanh tịnh không che, những thứ vật lý không đè được con. Thì ra bể tánh trống không, không có vật chất ở trong niết bàn. Không có vật chất rõ ràng, thấy nghe thông suốt, không gàn thứ chi. Thiền Tông quả thật diệu kỳ, không theo vật lý, cái gì cũng thông. Ngày xưa con cứ ngóng trông, mong sao thành Phật để xong luân hồi. Năm tháng ngồi thiền để thôi sinh tử, luân hồi bỏ ta. Hành thiền năm tháng đã qua, thì ra vô ích vì ta dại khờ. Dại khờ vì hiểu vu vơ, dụng công quán, tưởng là bờ trầm luân. Vì vậy Đức Phật bảo dừng, luân hồi sanh tử tức thì dừng ngay. Nhờ con dám chặt cánh tay, để cầu giải thoát, Đức Ngài dạy con. Hôm nay thầy khéo dạy con, chỉ hỏi rắn ếch mà con về nguồn. Về nguồn con thấy rõ luôn, ở trong thanh tịnh không buồn không lo. Thanh tịnh không có cái tôi, mà chỉ thấy biết muôn trùng xa xăm. Vào đây con chỉ âm thầm, vì vậy vật lý cõi trần đứng yên. Người nhìn thấy tưởng con điên, không nhúc không nhích y như trời trồng. Thầy biết con vậy đã xong, vì vậy đứng nhìn đệ tử thầy rơi. Rơi vào bể tánh thảnh thơi, vì không vật chất, thảnh thơi vô cùng. Đức Phật chỉ dạy tột cùng,
rơi vào bể tánh là đây niết bàn. Niết bàn không chuyện thế gian, mà chỉ thấy biết muôn ngàn diệu linh. Vào đây muốn có huyền linh, khi mình khởi muốn, huyền linh có liền. Huyền linh bể tánh linh thiêng, không được bố thí trước người thế gian. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, khi ngộ thiền học không màng huyền linh. Huyền linh sử dụng thì mình bị dính, bị mắc, luân hồi kéo ngay vào trong lục đạo thi tài. Thi tài mà được, thi hoài không thôi. Do vậy Đức Phật dạy thôi, luân hồi sanh tử hết rồi là xong. 30. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 30. Tổ Tăng Sáng: Nhờ Thầy trị nghiệp cho con, tại con tưởng tượng nên con bị lầm. Lầm này là của dương trần, ai ham vật lý dương trần kéo đi. Hiểu được như vậy tức thì, không theo vật lý cái gì kéo ta. Ngài xứ Đức Phật Thích Ca dạy nơi linh thú vượt qua luân hồi. Linh thú Phật dạy chỉ thôi, luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình. Do vậy Thầy dạy lặng thinh, luân hồi sinh tử mình đừng quan tâm. Cứ việc lặng lẽ âm thầm, không màng thế sự âm thầm mà đi. Rơi vào bể tánh tức thì, những thứ vật lý cái gì cũng thông. Thiền Tông nhìn thấy mênh mông, cái gì cũng biết dù trong hay ngoài. Nếu không biết phải đi khắp trần ai, dù cho lạy lục khẩn hoài uổng công. Thiền Tông thanh tịnh không mong, không cầu không khẩn đừng trông ra ngoài. Thiền Tông Đức Phật chỉ bày, chỉ cần thanh tịnh vào ngay niết bàn. Thiền này Phật dạy rõ ràng, nơi kinh Diệu Pháp chỉ đàn vượt qua. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca dạy nơi linh thú vượt qua luân hồi. Thiền thanh Phật dạy là thôi, luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình. Lời Phật dạy thật tuyệt linh, luân hồi sinh tử mình đừng chạy theo. Thiền Tông cứ vậy mà theo, theo lời Phật dạy, đói nghèo đừng lo, chỉ lo vật lý kéo vò, đưa vào sanh tử, mình bò sao ra. Thiền Tông Đức Phật Thích Ca, các con dừng, dứt, tự ra luân hồi, Như Lai chỉ dạy vậy thôi, không tìm, không kiếm, hết rồi tử sanh. 31. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 31. Tổ Đạo Tính: Đức Phật dạy đạo lạ kỳ, không cho thiền định, cái chi không màng, vò đầu tìm kiếm lang thang, cho rõ ẩn ý hiểu đàn Thiền Tông. Tháng trước con bị té sông, quần áo ướt mẹp con trông thấy người. Người hỏi con sao lại cười, con thưa Đức Phật, ngày xưa Phật truyền. Thiền Tông ca diếp hiểu riêng, cho nên Phật truyền làm tổ đầu tiên. Bồ đề nước Ấn bảo điên, cho nên nguồn thiền phải chảy về đông. Đầu tiên vượt biển qua sông, cặp theo nước rồng lần đến Trung Hoa. Ngày xưa Phật dạy thiền ra, ở cõi ta bà ai muốn thoát thân. Chỉ tâm thanh tịnh không cần, không cần thiền định hay ngồi dụng công. Thiền Tông Phật dạy chữ không, không ngồi, không đứng, không trong niết bàn. Té xong con thấy rõ ràng, không ước tứ đại, thấy an lạ lùng. Con nhìn thấy mông lung, thật là xa thẳm lạ lùng thầy ôi. Bể tánh không có cái tôi, mà chỉ có thấy xa xôi vô cùng. Nghe thấy thấu tận vô cùng, không có biên giới vô cùng lạ thay. Bể tánh con thấy có hai, một trong thanh tịnh, chính ngay niết bàn. Chỗ này con thấy rõ ràng, hai trong vật lý rõ ràng trầm luân. Vì vậy con nay hiểu dừng, Đức Phật dạy dừng là dừng chuyển luân. Chuyển luân mình tập được thuần, luân hồi sinh tử thức thời dừng ngay. Con thấy thật rõ tướng Ngài,
tướng ngài xinh đẹp, không xài chữ chi. Chỉ nhìn tướng đẹp con ghi, ghi vào tánh biết, không ghi được lời. Ngài dạy con cố gắng thôi, luân hồi sinh tử, dứt rồi với con xin ghi tạc lòng son. Đức Phật từ biệt, không còn thấy chi. 32. Vị Tổ Thiền Tông đời thứ 32, Tổ Hoằng Nhẫn. Ngày xưa con tên Châu Sa, cha mẹ cao quý dòng Bà La Môn, đến nghe thầy dạy ngộ thiền, tìm thầy hiểu đạo trình liền thiền tông. Khi xưa gặp được thầy trong, ở trong pháp hội chùa trong làng này, thầy bảo con ngộ thiền đây, nếu muốn làm tổ thầy đây truyền liền. Thầy bảo con đã đủ duyên, ngặt vì tuổi lớn truyền thiền không xong, phải chi tuổi nhỏ là xong. Pháp thiền thanh tịnh ông đây nhận liền. Con trình sự việc đây riêng, nếu thầy chấp nhận con đây nhỏ liền. Thầy dạy con cứ chuyển xuyên, nếu con nhỏ tuổi thì thầy truyền trao. Con xin với mẹ Châu mau cho con ở trọ kiếp sau đáp đền. Khi mẹ đồng ý, con liền vào hang thanh vắng chuyển sang mẹ hiền. Mẹ con khổ sở chỉ riêng, không ai hiểu được lòng riêng mẹ mình. Hôm nay thầy nhắc chuyện tình, con thương mẹ quá, một mình bơ vơ. Thiền tông Đức Phật dạy giờ, vì con sứ mạng bây giờ nói sao. Từ nay những kiếp về sau, con xin ghi nhớ công lao mẹ hiền. Thiền tông là của Phật Thiên, mạch sáng nguồn thiền con phải dẫn đi. Hôm nay con nói thầy ghi, những điều thầy hứa con ghi trong lòng. Dù cho cục khổ long đong, con đây một lòng dẫn thiền Thích Ca. Vì con nay đã nhận ra, niết bàn thanh tịnh là xa luân hồi. Ngày xưa thầy dạy con thôi, hoặc dừng hay dứt hết đời trần kia. Mấy năm con được xa lìa, rơi vào bể tánh là kia niết bàn. Ở trong bể tánh bình an, đi theo vật lý muôn ngàn khổ đau. Thiền tông con ngộ trước sau, cũng nhờ thầy dạy không sao quên người. 33. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 33, Tổ Huệ Năng. Kim Cang Phật dạy rõ ràng, không dính không mắc, rõ ràng tánh xưa. Kim Cang Phật dạy sớm trưa, lúc nào cũng biết là xưa của mình. Kim Cang Phật dạy lặng thinh, cứ thấy thanh tịnh là mình hết luân. Con nghe người tụng con dừng, rơi vào bể tánh không mừng không vui. Kim Cang Phật dạy lặng thinh, cứ thấy thanh tịnh là mình hết luân. Con nghe người tụng con dừng, rơi vào bể tánh không mừng không vui. Trình thầy Phật tánh của tôi, không thể tả được, không vui không buồn. Con nghe người tụng con luôn, sống trong thanh tịnh con luôn giữ lòng. Qua đèo vượt suối lội sông, hôm nay đến được lòng con rất mừng. Thầy hỏi lệ con lại rưng, trước kia Phật tánh con từng nhận ra. Hôm nay thầy bảo nói ra, Phật tánh thanh tịnh không ra chữ lời. Con trình với thầy vậy thôi, xin thầy thông cảm, hết rồi biết chi. 34. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ nhất của Việt Nam, Sư Tổ Điều Ngự Giác Hoàng. Thiền Tông quả thật diệu kỳ, mấy năm tìm kiếm không gì thấy đâu. Tuệ Trung chỉ nói mấy câu, thực hành đúng vậy nhận sâu chuỗi vàng. Rơi vào bể tánh rõ ràng, hiểu, nghe, thấy, biết rõ ràng không ngăn. Ngày xưa Đức Phật dạy rằng, chỉ tâm thanh tịnh nhận rằng quê xưa. Dù cho dụng công sớm trưa, đến già đến chết cũng chưa thấy gì. Chỉ cần thanh tịnh một khi, rơi vào bể tánh cái gì cũng xong. Thiền tông Phật dạy chữ không, không quán, không tưởng, không trong niết bàn. Niết bàn là tịnh thênh thang, nếu tìm hay kiếm vào đàn trầm luân. Bí mật thiền tông chỉ dừng,
không theo vật lý mà dừng lại ngay. Thiền tông Đức Phật chỉ bày sống với thanh tịnh vào ngay Niết Bàn. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, không theo vật lý là an muôn đời. Thiền tông thanh tịnh thảnh thơi, sống với Phật tánh muôn đời bình an. Thiền tông không phải lang thang vật lý muôn ngàn khổ đau. Loài người không biết nên vào trong tam giới, cái nào cũng vương. Đức Phật nhìn thấy rất thương, thương cho nhân loại không đường thoát thân. Vì vậy Phật dạy tu lần, đầu tiên quán tưởng, chuyển dần nói hay. Khi nói dưới đất trên mây, nói hoài không thoát, dạy đây kiếm tìm. Kiếm tìm để biết trên thiên, tìm ra cho được cũng miền trầm luân. Sau cùng Đức Phật dạy dừng, luân hồi sinh tử tức thì dừng ngay. Ngày xưa trẫm cứ tìm hoài, nhờ anh thượng sĩ vào ngay Niết Bàn. Giờ đây trẫm hết lang thang, đi tìm đi kiếm đầu đàn về quê. Không kiếm mà thấy đường về, chỉ cần thanh tịnh về quê tức thì. 35. Vị tổ sư Thiền tông đời thứ hai của Việt Nam, Tổ Pháp Loa. Tu thiền mà vọng hay cầu, vọng cầu mà được chôn sâu đáy mồ. Thiền tông chỉ cần chữ vô, vô chứng, vô đắc, vô câu luận bàn. Thiền tông Phật dạy rõ ràng, vô sanh vô tử là an muôn đời. Vô thiền thông thả nghỉ ngơi, vô suy vô tưởng muôn đời an vui. Trong tánh không có cái tôi, chỉ có cái ý biết thời trọi trơn. Thiền tông vượt hẳn hết trơn, không bị vật lý lờn dần kéo đi. Thiền tông không sự cái chi, mà sự tánh biết cái chi cũng tường. Thiền tông Đức Phật chủ trương, thôi dừng hoặc dứt hết đường tử sanh. Ai mà theo dệt như tranh, tức theo vật lý tự sanh luân hồi. Do vậy Đức Phật bảo thôi, tức thì sanh tử là thôi tìm mình. Thiền thanh Phật dạy núi linh, giúp người giải thoát tự mình biết thôi. Người ưa nghĩ chuyện xa xôi, thì bị vật lý kéo rồi khó ra. Bởi vậy Đức Phật Thích Ca chỉ dạy thiền học, ngộ ra mấy người. Ngộ được thiền học vui tươi, còn người không ngộ chê cười người tu. 36. Vị tổ sư Thiền tông đời thứ ba Việt Nam, Tổ Huyền Quang. Người đời thích được ngồi trên, để cho thiên hạ thấy trên mà nhìn. Ham chi danh ảo của mình, chi bằng theo Phật một mình ta đi. Danh lợi tìm có mà chi, chết rồi bỏ nó có chi còn hoài. Thiền tông thông thả trần ai, không màng thế sự danh tài mà chi. Khi mình tắt thở một khi, luân hồi sinh tử thì mình chuyển luân. Vì vậy Đức Phật bảo dừng, luân hồi sinh tử liền dừng lại ngay. Hôm nay tại Yên Tử Đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lòng này. Trước hết con cảm ơn Thầy dạy con thiền học đứt dây luân hồi. Cũng nhờ Thầy dạy con thôi, nên đường sanh tử dứt rồi với con. Tử rồi tài danh không còn, chỉ có nghiệp chướng mới còn với ta. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca bỏ nơi địa ngục mà ra ở rừng, vì Ngài biết được pháp dừng, luân hồi sinh tử là dừng lại ngay. Hôm nay tại Yên Tử Đài, kính xin Đức Phật nhận ngay con ngừng. Mừng vì con đã biết dừng, không ham vật chất là dừng lại ngay. Tại đây con nhớ ơn Ngài, phổ đi thiền học con nay ngộ thiền. Từ nay hết đạo hết điên, kính lại ba lại xin Ngài chứng minh.